Future X nha anh em, Future X FI đời 2010 nha. Máy dòng 2010 máy rất là chắc luôn nha anh em. Tình trạng xe áo zin theo xe, máy zin cực im, chắc hơi, đi cực đầm nhẹ, bốc. Thì đầu tiên Quang sẽ chạy test một vòng chiếc xe này và nói lên cảm nghĩ của mình cho anh em xem nha. Cả nhà xem video đừng quên bấm đăng ký kênh cho Quang, xin nút like để Quang có động lực làm thêm nhiều video cho mọi người. Chiếc này màu trắng bạc nha nè, trắng bạc đen. Đây, nhiều anh em nói Quang thấy có chữ đóng phạt là gì, Quang nhận đóng phạt cho thông anh em. Rồi, mời anh em theo chân Quang chạy chiếc này ạ. Màu trắng rất là đẹp luôn em. Cái máy đi phê lắm nha, Quang chạy rồi. Hôm nay Quang quay lại cho cả nhà xem. Cảm giác đầu tiên là cực kỳ nhẹ, cực kỳ bốc luôn nha mọi người, không có húi đâu nha. Đi một mà lắm anh em. Đã lắm anh em ơi, rất là nhẹ luôn. Lên ga là dở đầu, lên ga dở đầu mọi người. Máy dòng FI là cũng tùy chiếc nha anh em. May mắn lắm mới được mấy chiếc mà máy máy ngon, đi nhẹ, chắc hơi. Cả nhà qua lên chạy thử chiếc này là bao ghiền luôn nha, Quang bảo đảm luôn. Xuống lắp nó chắc kinh khủng luôn. Mà nó rất là nhẹ anh em. Qua đang chạy bên lộ mới nè, để kiếm chỗ nào đẹp đẹp con quay cho anh em nha. Lách lên đây anh em. Mâm theo xe luôn nha anh em, cặp mâm 2010 nha, áo ghiền theo xe nha. Máy im như chó thở. Đồ lòng đây mọi người, đồ lòng sạch sẽ khô ráo nha anh em. Cái cần thắng nè, ga còn đầy lắm. Lóc nè, zin đẹp hết nha anh em. Chiếc này Quang bán 4 mấy triệu nha, cả nhà quan tâm thì alo cho Quang. Bô này quét dầu nha anh em, chùi dầu ra. Mâm ghi luôn nha anh em, mâm này mâm GLE 2010 luôn nha. Cầu gấp nè, không một mọt gì đâu. Xuồng cũng vậy nha anh em. Chờ máy đây.
hơi chiều rồi, Quang tranh thủ Quang quay cho cả nhà nha. Ánh sáng là nó không có được tốt rồi đó mọi người. Lắp đi đây. Để xem cái này là gì? Cần số. Gai còn đều lắm nha. Số máy xe này là đâu không. Mình cảm ơn anh em trên kênh đã luôn theo dõi kênh của Quang. Lắp xăng. Chỉ nghe tiếng chắc cái bi thôi. Xuồng này quá đẹp luôn mọi người. Cả nhà xem. Mở ra cả nhà xem chi tiết rất là dễ luôn. Xuồng này. Cầm như xanh này, con keo xanh này của nó anh em. Con thấy đa phần chiếc nào cũng có con keo xanh khúc này nè. Mà rất là im luôn nha. Rồi cả nhà quan tâm chiếc này thì chiếc này hơi tối rồi, nhìn ánh sáng nó hơi mát mát nha anh em, ở ngoài nhìn màu sậm hơn nha. Demut Gin tháng 12 hay là 10. Thông luôn. Bật sạc anh em. Mâm theo xe, mâm Zili 210 con coi rồi. Vô đi. Cả nhà tìm một chiếc Future XFI đẹp, xe đẹp, green, máy chắc, im, bốc nhẹ thì đây là sự lựa chọn nha. Cứ qua Quang xem trực tiếp và chạy thử thoải mái nha anh em. Nói chung xe cũ thì nó muôn hình vàng chạng lắm mọi người. 3 mấy triệu cũng có, 4 mấy triệu cũng có, 5 mấy, 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy cũng có. Cũng là một chiếc xe đó, một hiệu đó. Nhưng mà tùy theo cái chất xe, chất đồ đạc anh em, và chất máy nữa quyết định đến cái giá nha, chứ không phải là như xe mới. Thì ra tiệm gáp thì xe nào cũng như xe nấy, khác màu thôi. Bây giờ có những chiếc Quang bán 3 mấy triệu thì nó cũng có giá trị của 3 mấy triệu nha anh em. Một chiếc này Quang bán hàng 4 nha, hàng 4 mấy triệu vừa chơi thôi, chứ cũng có 4 mấy lớn quá đâu. Hồ sơ thì còn Quang còn lo ký gốc cho anh em nữa. Thôi bơm nó kêu nè. Máy cực kỳ im luôn, không nghe gì luôn. Nó không nghe gì không phải, nhưng mà nó im lắm mọi người. Chỉ nghe tiếng chắc chắc của FP thôi. Này con lên ga chẳng hạn nha. Cái hơi nó hút luôn mọi người. Cầu gấp đây. Sườn đây. Dưới này sườn quá đẹp luôn, xe này chân giữa cũng vậy đó, chân giữa thẳng gan à. Sản xuất 2 đã 10,
dàn chân nè, ghim liền lạc hết nha anh em. Ghé sát ra đổ lộng cho cả nhà nghe. Cô gan à. Không có gõ, không có kêu luôn mọi người. Máy im chắc lắm. Ổ khóa nè. Còn hai chìa luôn nha anh em. Mấy công tắc vẫn thấy cũng còn đẹp nè. Nói chung chắc xe này khá là chắc. Anh em qua là sẽ vừa ý nha. Sồn đây anh em. Hồi Quang sẽ lòng một đoạn ngắn Quang quay sườn á, lúc mà chưa gấp áo xong cho anh em. Mình xăng zin nha. Nó còn hơi dính dầu xíu. Tại hôm qua Quang vệ sinh nó Quang quên rửa chỗ này. Dầu thôi anh em, nhưng mình xăng là zin á. Yên nè. 2.10 đế mút gin da này có bấm lại nha anh em, nói chung cũng khó tránh khỏi lắm anh em. Da yên lâu ngày nó cũng cũng gắt cũng tưa đó mọi người. Bốn mấy triệu hồ sơ sơ quan sẽ bao cho anh em nha. Số điện thoại tiệm là 0345 386 505 nha cả nhà. Chứa còn luôn. Ốc cốt nè mọi người, còn vàng thật à. Còn độ vàng nha. Phột 2.10 nè. Ngày 28 tháng 11 2.10. Ra 10 ly nha anh em, về là xài khỏi tốn tiền hết. Về mâm cho cả nhà xem. Này, bô nè anh em. Mâm 2.10 nè. Đây, xe lên nha. Rồi, vừa gọi là một dòng chiếc Future X nha anh em. Future X FI màu trắng nha. Cả nhà quan tâm xe này thì alo cho Quang nha. Số điện thoại Quang có để góc màn hình anh em. Anh em trong tỉnh Vinh có thể trả góp được nha. Quang có hỗ trợ bán trả góp nữa. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của Quang từ đầu đến giờ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo ạ. Bye bye.